Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay mình vô chuồng chó nhỏ, nãy giờ mình kiểm tra thân thể đàn cuốn và nhỏ mắt, phòng ngừa bệnh mắt đỏ, viêm giác mạc đó. Thì nói chung là kiểm tra thân thể rồi bắt ký sinh trên thân tùm lum la luôn. Rồi nãy giờ cũng cho mấy bé đưa một khúc đoạn chơi nó, thì bây giờ xong hết rồi, thì bây giờ tiếp theo mình sẽ, hôm nay mình cũng lấy mấy cái viên vitamin, con này dành cho chó lớn. Trài của mấy đứa nhỏ đây, mấy đứa nhỏ đây là cô Mai Lan, cô gái, rồi mấy đứa bổ sung vitamin. Thì nói chung ăn uống thứ chất để coi, mình coi bổ sung rất là nhiều vitamin và khoáng chất cả nhà. Dành cho búp phi nè, thì mỗi đứa viên, ở đây có bốn đứa, mình sẽ cho bốn viên. Cái này mới quan trọng nè, đồ đi chơi. Được không? Ê, không lại chôm của người ta nha. Cho nó không chịu ăn là sao ta? Giờ biết sao đây? Thì cứu rồi. Nó tha cái viên này là đây. Cuối cùng còn 4 viên. Để mình chớp máy cái mình chạy chỏng mình kiếm cái đồ ăn của tụi nó, mình bỏ vô mình ép tụi nó ăn rồi cả nhà. Đó thì Lục đi kiếm xúc xích cả nhà. Xúc xích dành xúc xích gà. Ngày bự quá sao nhét. Mà hố ra. Cho Hồng Ngọc trước nè. Một viên. Nghiên cứu làm cho nó bằng được. Cái xúc xích nó hơi nhỏ. Xúc xích này bự chút nữa là nhét luôn cái viên này vô ngon à. Nhát kiểu như vậy à.
Giờ tới ngọc trai nè. Rồi xong, ngon lành. Rồi phun ra, trả giấy đây. Nè, đây coi. Trả giấy đây. Rồi. Lát cho ăn sao? Lát mỗi đứa một cây nữa. Bây giờ tới Nhật Tân nè. Nhật Tân nó ăn phàm lắm, nó ăn ghê lắm nên là rồi, ngon lành. Lại đây. Để cho ăn nè. Ngọc đi ra. Rồi xong, đủ bốn đứa bốn viên. Thật là khó mà khỏi hai cái tay mình bây giờ nó tập trung vô mấy mấy đứa này nên quay hết được những cái cảnh mà ngon lành rồi. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó ăn thêm. Nãy là có vitamin của xịn sò của mấy gì mấy cô gửi nha, còn bây giờ là chỉ có xúc xích ở nội địa thôi nha. Làm gì làm né cái chân tôi nha, nhột nha. Được rồi, để xúc xích này lát nhét mấy anh nữa. Cái mùi vitamin này mấy đứa này nó không có nó hạp. Ai xin dừng video tại đây cả nhà ơi. Dọn dẹp rồi chuẩn bị cơm chiều cho tụi nó coi. Thôi chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thôi xin chào.
Hôm nay mình bổ sung canxi cho bốn đứa này. Rồi chắc chiều nay mình lấy canxi mình bẻ ra mình trộn luôn. Trộn vô cơm luôn cả nhà. Xin chào, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ.